cuối tháng 4 này. Một giải đấu dành cho 30 golfer chuyên nghiệp. Và 9 golfer nghiệp dư. Với 1 tỷ đồng tiền thưởng. Inbound Star Invitational 2024, một sự kiện mừng khai trương sân. Diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 4 trên sân Inbound Star Golf and Resort.